Bóng đá, một
màu xanh không thấy, một màu xanh điều hiển thiên ai cũng biết. Vậy một màu vàng không thấy, một màu vàng kết quả bằng gì? Chính xác. Có quá. Một màu vàng thôi, một màu vàng ra một cái đỏ. Đúng rồi, đây. Thôi nhà xanh ở bên trái, thôi nhà đỏ ở bên phải, bên nhà trắng thì ở đâu? Chính xác. Một câu hỏi rất dễ và một câu hỏi hai áo. Em thích câu hỏi loại gì? Hãy hỏi của hai áo. Hãy hình dung theo anh nói. Hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày chủ nhật. Em hình dung ra chưa? Thế mà thì cô đi. Hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày chủ nhật. Ngày mai của ngày hôm nay là hôm qua của ngày thứ sáu. Của ngày thứ sáu là ngày kia của ngày thứ tư. Vậy hôm nay là thứ mấy? Đúng rồi, thứ hai. Bao nhiêu người đứng lên? Một con vịt có hai cái chân, hai con vịt có bốn cái chân, bốn con vịt có tám cái chân, năm con vịt có mười cái chân. Hỏi ba con vịt thì có mấy cái chân? Câu hỏi lĩnh vực toán à? Hay quá thế. Là bố con vịt đang ăn cũng vậy thôi, con nói số hay là số hai